Thưa quý vị, thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tiếp lửa cho trẻ em khởi nghiệp, phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho các hội viên phụ nữ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đây là hội thi ý tưởng khởi nghiệp 2022 được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê tổ chức với mục đích khuyến khích, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đây là cơ hội để các thí sinh giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa của phụ nữ mới khởi nghiệp. Trong năm 2022, toàn quận có 20 ý tưởng qua các vòng sàng lọc hướng dẫn ý tưởng kinh doanh. Ban tổ chức đã chọn được 10 ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi cao vào vòng chung khảo để thuyết trình về các ý tưởng khởi nghiệp bằng sản phẩm thực tế, góp phần làm cho cuộc thi thêm phong phú, sôi động. Thường thường là đa phần là đàn ông là họ khởi nghiệp nhiều hơn, nhưng mà bây giờ là phụ nữ là sẽ đứng lên khởi nghiệp để kết nối và có những người phụ nữ khác họ cũng sẽ giống như mình, họ sẽ có hướng đi. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận sẽ phát hiện, bồi dưỡng, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi hội viên phụ nữ có ý tưởng để khởi nghiệp thành công, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, giúp chị em phục hồi, khôi phục sản xuất sau đại dịch COVID-19. Qua đó thu hút chị em phụ nữ tham gia các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp của hội và tham gia vào tổ chức hội. Thì chúng tôi cũng đã là nơi mà kết nối để cho các chị tiếp cận được những cái nguồn vốn hoặc là cái nguồn hỗ trợ về khoa học công nghệ và tham gia trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại các trung tâm hội chợ triển lãm, góp phần cho các chị là phát triển kinh doanh. Có thể nói những ngày hội khởi nghiệp đã tạo được sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho hội viên phụ nữ có đam mê khởi sự kinh doanh trên địa bàn, mở ra những cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý điều hành và kết nối giao thương hiệu quả. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ, các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, xuất sắc, phát triển bền vững, mà còn là động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố.